Rồi chào anh em, quay nhanh cho anh em con Honda City sản xuất năm 2014, động cơ máy xăng 1.5, biển 51A85992. Trước khi đi vào cụ thể trong video thì mời anh em xem qua siêu thị ô tô Hải Phòng này. Cơ sở đang hiện tại đang lớn nhất Hải Phòng, tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Quy mô 3.000m², khoảng 200 đầu xe. Đấy, giới thiệu qua anh em bãi xe rồi mình đi vào chi tiết con xe này nhá. Honda City 2014 sản xuất tại Việt Nam, máy xăng 1.5, giá bán 375 triệu. Xe zin không lỗi nhé. Đăng kiểm còn dài đến tháng 7 năm 2021. Chi tiết xe được mạ sáng hết rồi. Quay phần mặt ca lăng này. City đời này rất đẹp. Mọi chi tiết mạ cả rôm sáng. Đèn lung các thứ còn sáng đẹp nguyên. Cái vết này bụi thôi nhá, để đang quay nó bụi, rửa cái là sạch. Anh em thấy xe này đẹp thì đăng ký kênh, like và chia sẻ, để lại bình luận phía bên dưới nhá. 51A85992 Honda City đẹp không? Đèn gầm này. Quay chỗ này lắng đẹp luôn, mọi người nhìn thấy nước sơn còn đẹp, sáng bóng. Chất xe rất là cứng, 2014 đến giờ mà còn được đẹp như này. Hỏi chi tiết thì không có gì lỗi lầm gì cả. Quay phần mâm lốp cho anh em xem. Dầu rìa này khá là dày, 80%. Mâm chưa xuất sát gì nhá, đa chấu. Ba bô lê sơn còn đẹp này, mọi người nhìn này còn bóng nguyên. Gương kính chỉnh điện cục xe, tích hợp báo rẽ trên gương. Xe trang bị thêm vé mưa, đặt chân kính phía trên và cửa rôm sáng cả. Rất nhiều chi tiết mà. Cửa lẻo thì chắc chắn. Xe Honda đi rất là thích nha. Mâm lốp dày dặn thế này. Phần sau xe đây, cam lùi. Đấy, chi tiết ốp đèn đây, sáng. Ống xả tròn. Anten lên vây cá mập rồi. Quay chân phần cao chỉ cánh phụ sau cho mọi người xem. Còn đẹp cái này cơ mà. Từ 2014 đến giờ mà xe vẫn đẹp, cam kết không lỗi cho mọi người. Phụ trước này, keo chỉ, ốc chưa có vết vặn mở gì cả. $375 triệu. Mời mọi người bút chút thời gian qua cửa hàng xem xe. Ai mà ở xa không đến được thì bên mình nhận giao xe tại nhà, giao xe trên toàn quốc nhé. Chỉ việc ở nhà rồi nhận xe thôi, không phải đi đâu cả. 375 triệu là giá chào. Mọi người muốn biết thông tin chi tiết thì liên hệ vào số điện thoại 0907719111 cho Lân Tùng báo giá cụ thể và chính xác nhất nhé. Quay qua phần bên trong. Táp ly cánh này còn dày dặn này, trông còn mới như này em ạ. Xe mới về nên bên mình chưa dọn, còn những cái vết bụi bẩn bên ngoài lúc mà giao cho khách thì là dọn dẹp lại sạch sẽ mới giao, nên là mọi người yên tâm cả về chất lượng và ngoại hình nhá. Đây phần da, phần da tổng thành nội thất xe thì đen đỏ trông thể thao,
vô lăng đẹp, không dày dặn, trông thể thao, đa trống. Vô lăng được ốp ra rồi, gương kính chỉnh điện, số tự động thẳng. Honda rất nhiều con được số tự động thẳng này, được lên màn hình Android 10 inch, hệ thống điều hòa. Chìa khóa thì vẫn là vặn ngoáy, đây chìa khóa đây, vặn ngoáy. Ghế da các thứ còn rất là mới, trần thì bọc ni lông. Ngồi rất thoải mái, ghế, phần má ghế, anh em để ý, con xe từ năm 2014 thì má ghế còn rất là đẹp, chưa gãy ra. Được cái là con này ngồi thể thao, hai bên má lưng, bám vào lưng ngồi rất thoải mái, đánh lái thoải mái luôn. Để mà nói mà so với Vios, tầm tiền này so với Vios thì Vios không có cửa nhé. Máy con này nguyên zin, hộp động cơ hộp số thì chưa từng đại tu, xe cam kết không ngập nước. So với Vios thì Vios không có cửa, máy con này cực kỳ gấu nhé. Đi rất là bốc luôn. Honda thì đi lúc nào cũng cho cảm giác lái rất là thích. Tắp đi kính lái sau này, mọi người xem nhá. Phần này còn mới như này cơ mà. Loa đài các thứ đầy đủ cả. 4 loa, 2 túi khí. 2 túi khí trước. Chỗ ngồi đằng sau thì rộng. Ghế da còn đẹp như này. Dây các thứ này, mọi người nhìn đến những cái dây thắt an toàn này, cuộn sạch nguyên như này. Không có cái vết gì gọi là bẩn luôn. Bên trong xe như này, còn bên ngoài thì để dây ngoài đường này thì lúc nào nó cũng có tí bụi, không thể tránh được. Trần thì bọc ni lông. Chỗ ngồi thoải mái. Cốc để nước 1 2 3. Đấy. Tổng thành nội thất đen cải đỏ, nhìn rất là chiến. Không biết xong video nhìn có rõ không, nhưng mà bên ngoài nhìn rất là chiến nè. Đây, mà cà rôm này. Sáng đẹp này. Keo chỉ lái sau này. Đi theo xe. Đã nói là xe không lỗi rồi. Vết bấm, vết sơn phẩy của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Bậc thềm mà không ốp an thì mà cũng có xước sát gì đâu. Những cái gioăng cao su này còn đẹp như này. Bo ra bác vàng. Honda City 2014 375 triệu. Về mưa City. Các thứ mọi kính zin nguyên theo xe nhá. Kính xe thì zin nguyên. Quay qua phần máy cho mọi người xem. Máy móc thì sạch sẽ khô ráo. Phần ốc đây chưa có dấu hiệu mở mung gì cả. Keo chỉ còn nguyên. Máy móc khô ráo, cam kết chưa được đụng ngập nước. Hộp số động cơ không đại tu. Cái vết này chưa có dấu hiệu mở mung gì cả. Chấm sơn phẩy nhà sản xuất này còn rất nhiều. Honda thì rất nhiều vết này nhé. Ba trăm bảy mươi lăm triệu. Cốp sau phát nhỉ, anh cốp sau cho mọi người xem. Sạch chưa? Lốp thì hạ sơ thôi, nhưng mà vẫn còn rất là mới, chưa đâm đụng từ đằng sau cả. Mọi người xem, vết đằng sau còn nguyên, vật lý còn đẹp nha. Này rất gọn rồi, phần lỉ còn đẹp. Keo
chỉ đi qua. $375 triệu chiếc xe từ năm 2014, cứng, đẹp, động cơ số ngon, máy bốc, hành trình chân ga rất sướng nha, nước sơn thì đồng đều, bóng, mọi người có thể nhìn thấy nước sơn này đẹp này, đứng góc này nhìn hầm hố này không ạ. Honda này cho cảm giác lái rất là thích nha. 375 triệu. Anh em nào có xe cũ thì bên mình cũng nhận thu, nhưng thu mua nhá. Các đời xe đến thì trả giá yêu thương, mua bán nhanh gọn, trả tiền phát một, thuận mua thì vừa bán. Nên anh em nào có xe thì liên hệ nhé, 0907719111, liên hệ cho Lân Tùng. Mọi thông tin chi tiết cứ liên hệ vào số điện thoại đây. 375 triệu Honda City 2014, động cơ máy xăng 1.5, số tự động. Đấy, quay phần cơ sở cho mọi người xem. Ngoài chiếc này ra thì còn khoảng tầm 200 đầu xe cho anh em đến lựa chọn. Mọi người bớt chút thời gian qua cửa hàng nhé. Còn rất nhiều mẫu xe các dòng, sedan, hatchback 7 chỗ, bán tải. Rồi, cảm ơn anh em.